Sơn ơi, ngày hôm qua thì em có vừa được thưởng thức một món ăn vô cùng hấp dẫn. Và ngày hôm nay thì em quyết định mang tới trường quay để cho anh Sơn cùng thưởng thức đấy. Wow, trông ngon quá đi. Đố anh Sơn biết đây là những món gì? Để anh đoán xem nào. Đây là cá hồi này. Đây chắc chắn là những chú tôm rồi. Và một quả trứng. Chính xác luôn anh Sơn ạ. Và những món ăn này thì được chế biến một cách rất là đặc biệt, theo trend vô cùng hot hiện nay, đó chính là ngâm tương. Anh có nghe đến chảo lưu ngâm tương, tuy nhiên thì anh chưa được thưởng thức bao giờ. Trông hấp dẫn quá đi, không biết là anh có thể thưởng thức ngay bây giờ được không? Tất nhiên rồi, bây giờ em sẽ mời anh Sơn cùng thưởng thức món này và cùng chia sẻ cho quý vị khán giả về cảm nhận của mình nhé. Vậy thì ngay sau đây Ngọc Sơn xin phép Diệp Trang cũng như quý vị khán giả sẽ thưởng thức những món ăn vô cùng tuyệt vời này. Anh có thể chia sẻ cảm nhận của mình cho quý vị khán giả được không? Đúng là ngâm tương nên là nó có hương vị rất là đặc biệt. Anh có thể cảm nhận được vị béo ngậy này, thơm ngon của cá hồi. Và cá hồi này mà ăn kèm với cơm nữa thì thực sự là tuyệt cú mèo. Quá chuẩn. Và bây giờ thì anh có thể ăn thử tôm cũng như trứng để cùng cảm nhận nhé. Vậy thì anh sẽ thưởng thức tôm nha. Cũng rất là ngon, anh thấy là thịt của con tôm rất là dày và rất là chắc chắn. Bên cạnh đấy thì anh có thể cảm nhận được vị ngọt ngọt chua chua của chanh vàng nữa. Bây giờ thì anh sẽ thưởng thức nốt quả trứng này nhá. Đối với quả trứng này thì anh cảm nhận được vị cay của ớt. Và bên cạnh đấy thì miếng lòng đào thì vô cùng hấp dẫn, rất là béo ngậy và sóng sánh. Và thực sự là ba món ăn này thì món ăn nào cũng rất là tuyệt vời. Không biết là Diệp Trang mua những món ăn này ở đâu, có thể chỉ cho anh được không? Em có mua những sản phẩm này ở Bếp Mẹ Gấu. Và để giúp cho anh Sơn cũng như quý vị khán giả có thể hiểu rõ hơn về các sản phẩm tại đây thì mời quý vị cùng theo dõi một đoạn video ngắn ngay sau đây. Vào thời buổi công nghệ 4.0 cũng như tình hình dịch bệnh hiện nay, người tiêu dùng có thể dễ dàng đặt mua các loại đồ ăn khác nhau mà không cần phải đến tận nơi, chỉ cần qua ứng dụng online. Và một trong những gian bếp đang được nhiều người lựa chọn nhất hiện nay đó chính là Bếp Mẹ Gấu. Với những nguyên liệu được tuyển chọn kỹ càng, sơ chế sạch sẽ và chế biến cẩn thận, tỉ mỉ, Bếp Mẹ Gấu mang tới những sản phẩm vô cùng hấp dẫn như cá hồi ngâm tương, trứng ngâm tương và tôm ngâm tương. Bên cạnh đó còn có các món ăn kèm như rong biển trứng cua, rong biển xốp me, kim chi. Các nguyên liệu được đắm mình trong nước tương sóng sánh với công thức đặc biệt chỉ có tại nhà Gấu sẽ giúp bữa cơm của mọi gia đình trở nên ấm cúng và đầy đủ chất dinh dưỡng. Để mua các sản phẩm thì anh Sơn cũng như quý vị khán giả có thể vào link Facebook Bếp Mẹ Gấu Home Kitchen hoặc gọi tới số hotline 0947 295 373 và đặt hàng qua app Now cũng như GrabFood để có thể nhận được sản phẩm một cách nhanh nhất. Qua những thông tin vừa rồi, hy vọng rằng đã giúp cho quý vị khán giả xem đài cũng như anh Sơn có thêm những gợi ý hữu ích trong việc mua sắm các sản phẩm trong dịp Tết đến xuân về. Và đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã khép lại. Đừng quên theo dõi những số tiếp theo của chương trình để không bỏ lỡ những điều thú vị. Có mua gì Tết này? Mua sắm chỉ là chuyện nhỏ.